Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy các môn đệ đến gần thưa Chúa Giêsu rằng: Tại sao thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ? Người đáp lại: Về phần các con đã cho biết những mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không cho biết. Vì ai đã có thì ban thêm cho dư dật, còn kẻ không có thì cái họ có cũng bị lấy đi. Bởi thế thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, vì họ nhìn mà không thấy, lắng tai mà không nghe và không hiểu chi hết. Thế mới ứng nghiệm lời tiên tri Isaiah nói về họ rằng: Các ngươi lắng tai nghe mà chẳng hiểu, trố mắt nhìn mà chẳng thấy gì. Vì lòng dân này đã ra chai đá, họ đã bịt tai và nhắm mắt lại, kẻo mắt thấy được, tai nghe được và lòng chúng hiểu được mà hối cải, và ta lại chữa chúng cho lành. Phần các con, phúc cho mắt các con vì được thấy, và phúc cho tai các con vì được nghe. Quả thật thầy bảo các con, nhiều vị tiên tri và nhiều đấng công chính đã ao ước trông thấy điều các con thấy mà không được thấy, mong ước nghe điều các con nghe mà không được nghe. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, hôm nay giáo hội mời gọi chúng ta mừng kính hai thánh Gioakim và Anna, là song thân của Đức Trinh Nữ Maria, là ông bà ngoại theo máu huyết của Đức Giêsu Kitô. Nhưng chúng ta thử hỏi, cái bí kíp nào đã làm cho ông bà được lưu danh hậu thế, được ngày nay chúng ta ngưỡng mộ tôn kính? Chắc chắn điều cốt lõi như lời nguyện đầu lễ nhắc cho chúng ta, đó là Thiên Chúa là Tổ Phụ. Thiên Chúa là Tổ Phụ muốn quy tụ muôn người về hạnh phúc trong gia đình Thiên Chúa, như từ ban đầu ý định của Thiên Chúa sáng tạo con người là như vậy. Và rồi do hoàn cảnh lịch sử thuở đầu, cho nên Thiên Chúa quyết định cứu độ con người. Và từ đó nhắc tới Gioakim, Anna, ở trong cái mối tương quan là những vị đã sinh nên nuôi dưỡng Đức Maria. Và đặc biệt hơn, Đức Maria là mẹ con Thiên Chúa nhập thể, Đức Giêsu Kitô. Như vậy chúng ta thấy có một cái dòng chảy lịch sử của ân thánh, của ân phúc, của cứu độ. Mà điều căn bản chính là điều mà chúng ta được nghe nhắc nhiều lần từ môi miệng và bút tích của đấng đáng kính Hồng Y Francisco Xavier, trước đây là giám mục của giáo phận Nha Trang chúng ta. Người nhắc rằng: Hãy chọn Chúa và chính người cũng chọn Chúa. Con đường chọn Chúa sẽ kinh qua những huyền diệu mà không ai biết được. Có những thăng hoa vui mừng, nhưng cũng có những trầm lắng bi ai. Nhưng rồi trong tình thương ân sủng của Chúa, mọi sự sẽ
trở thành diệu kỳ cứu độ. Nếu chúng ta nhìn vào cuộc sống của hai thánh Gioakim và Anna, chúng ta không đọc thấy một lời nào ở trong Tin Mừng cả. Nhưng như ông bà mình vẫn nói, và chính Đức Giêsu, cháu ngoại của Gioakim Anna, cũng từng nhắc lại: xem quả thì biết cây. Xem quả đầu tiên là quả Maria, một người mà đã được sứ thần Thiên Chúa chào kính trang trọng, kính chào cô đầy ân sủng, Thiên Chúa ở cùng cô. Và dĩ nhiên chúng ta cũng biết, không phải bỗng dưng mà một người con phát triển tài hoa, chắc chắn nó được hun đúc bởi bầu khí gia đình yêu thương ấm cúng. Nó được thúc đẩy hướng dẫn bởi người cha, người mẹ có ý thức trong việc sống đạo, sống đức tin, cũng như ý thức trong việc đóng góp cho nhân quần xã hội qua công việc, qua học thuật, qua lao động, qua hy sinh của mình. Thì cuộc đời của Thánh Gioakim và Anna, mặc dầu không được ghi viết trong phúc âm, thế nhưng truyền thống, truyền tụng vẫn có những chỉ dẫn nhiều ít cho chúng ta. Và dĩ nhiên truyền tụng đó không phải sáng nghĩ một cách không không, tùy tiện, mường tượng, mơ tưởng, nhưng mà dựa trên cả một lịch sử. Nếu chúng ta đọc thấy trong lịch sử cứu độ, trong Kinh Thánh, có những trường hợp mà Chúa can thiệp để đem lại phần phúc, Chúa can thiệp để xuất hiện những con người trở thành cái mấu chốt của lịch sử cứu độ, như Chúa can thiệp để Isaac được chào đời trong gia đình của Abraham, Sarah lúc ấy đã già nua mà vẫn còn son sẻ. Thiên Chúa tình thương làm được tất cả. Abraham và Sarah đã luôn luôn chọn thánh ý Chúa và sống cho Chúa. Rồi chúng ta cũng có thể nhắc tới trường hợp của Samuel chẳng hạn. Cậu cũng được chào đời trong hoàn cảnh mà mẹ nhiều năm không có thể mang thai và sinh con. Đến trước nhan Chúa ở đền thờ Jerusalem, tha thiết nguyện cầu, và Chúa nhậm lời để cậu bé chào đời, trở thành vị tiên tri vĩ đại của lịch sử cựu ước, đóng góp rất nhiều cho việc hình thành các cái sinh hoạt cũng như nền quân chủ của cựu ước thời bấy giờ. Rồi Gioan Tiền Hô cũng thế. Cho nên lịch sử truyền tụng cũng nói rằng Gioakim Anna đã cao niên mà không có con. Rồi trong nguyện cầu, trong trung tín thực thi ý Chúa, ông bà thụ thai, sinh con, và truyền tụng cũng nói đã dâng con cho Chúa vào lúc 3 tuổi, dâng con, dâng Maria trong đền thờ. Nhắc lại một vài chi tiết như vậy để cho thấy rằng con đường Chúa dẫn dắt rất nhiệm màu. Và nếu mình cứ từng bước, từng bước, từng ngày nhìn về phía trước, hướng lên trời cao để nhận lãnh ân thiên soi sáng, thì cuộc đời sẽ kết thúc trong tốt đẹp. Cuộc đời của Gioakim Anna kết thúc bởi Maria được sinh hạ, và từ đó đem lại cái chìa khóa mở cửa thiên đàng cho chúng ta. Trong kinh cầu chúng ta đọc rằng Maria là hoa hồng màu nhiệm, hoa hồng của tình yêu, của hy sinh, để đóng góp vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Hoa hồng ấy đã được vun trồng
chăm tưới, chăm sóc bởi bàn tay của Gioakim Anna, bởi sự dạy dỗ của thánh nữ Anna đối với con gái ruột của mình, như những hình ảnh diễn tả trẻ Maria tựa lòng bên thánh mẫu Anna để nghe kể chuyện về Kinh Thánh, để nghe hướng dẫn về những bí kíp của cuộc sống, và chắc chắn được chia sẻ niềm tin, niềm hy vọng nơi lời hứa của Chúa. Để rồi Maria suy niệm trong lòng, và đến lúc Thiên Chúa quyết định cứu độ con người, ngỏ lời với Maria, thì nàng trinh nữ Nazareth đã mau mắn thưa lời xin vâng theo thánh ý Chúa. Đó chính là thành công của một cuộc đời, một cuộc đời biết chọn Chúa, sống cho Chúa. Cuộc đời của thánh Gioakim Anna là như thế, và chắc chắn cuộc đời của mỗi một chúng ta cũng không khác hơn. Cho nên chúng ta mừng lễ thánh Gioakim Anna hôm nay, chúng ta cũng dâng lên những tâm tình, những ước muốn và những quyết định của chúng ta trước tiếng gọi của Chúa. Mừng thánh Gioakim Anna tìm học bí quyết ông bà sống theo, tin nơi Thiên Chúa thương yêu, sống lời giao ước là điều bận tâm. Vui hy sinh, sống âm thầm, tình thương Thiên Chúa làm nên diệu kỳ. Ái nữ nên mẹ Chúa Trời là ân tình Chúa cho đời tín trung. Khấn xin hai đấng vũ lòng, nguyện cầu ân phúc tuôn tràn nhân gian. Xin cảm ơn cộng đoàn. Nhiều ngôn sứ và người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, hôm nay cùng với giáo hội chúng ta mừng lễ thánh Gioakim và thánh Anna là song thân của Đức Trinh Nữ Maria và cũng là ông bà ngoại của Chúa Giêsu. Kinh Thánh không có nói gì, không có chép gì về thánh Gioakim và thánh Anna, nhưng chúng ta được nghe các thánh truyền truyền rằng hai vị thánh này là những người rất đạo đức, luôn kính sợ và yêu mến Thiên Chúa. Và tuy đã lớn tuổi nhưng không có con. Và hai ngài đã tha thiết cầu nguyện với Chúa. Và Chúa đã ban cho các ngài có được người con, đó là Đức Trinh Nữ Maria, và được Thiên Chúa chọn làm mẹ của Đấng Cứu Thế. Chúng ta xem quả thì biết cây. Chắc chắn các ngài phải là những người đạo đức thánh thiện lắm, nên Thiên Chúa mới chọn dòng dõi của các ngài là mẹ của Đấng Cứu Thế. Hôm nay chúng ta dâng lễ kính hai thánh. Chúng ta xin Chúa qua lời chuyển cầu của hai thánh Gioakim và Anna ban cho mỗi người chúng ta cũng được ơn yêu mến Thiên Chúa hết lòng, và xin cho chúng ta được ơn trung tín với bí tích rửa tội mà chúng ta đã lãnh nhận. Ngày ấy chúng ta đã thề hứa yêu mến và đặt Thiên Chúa trên hết mọi sự. Amen. Kính thưa quý ông bà anh chị em rất thân mến, dù ngôn là một cách thức để hé mở mầu nhiệm hay một vấn đề và khơi lên trong lòng thính giả niềm mong ước tìm hiểu thêm, nhưng dù ngôn không trình bày hết mầu nhiệm, không trình bày hết vấn đề. Cho nên với những người có thiền chí, biết theo dõi và mở rộng tâm hồn lắng nghe,
thì dù ngôn khai mở con đường dẫn tới mạc khải trọn vẹn. Còn đối với những kẻ thiếu thiền chí thì mầu nhiệm vẫn được bảo toàn, và dụ ngôn nhiều khi trở thành cơ hội làm cho họ ra chai lì hơn nữa. Sự khác biệt không phải là tài Chúa là người giảng dụ ngôn cho mọi người, nhưng tài những người nghe, một bên đi theo sự gợi ý của dụ ngôn, một bên thì không. Ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi mất. Đó là lời khẳng định của Chúa Giêsu. Những người Israel thời Chúa Giêsu là những kẻ đang có đức tin truyền thống, và đức tin này hướng về đấng Messiah như đối tượng chính. Nhưng trong số này có những người nghe theo Chúa Giêsu thì được cho thêm, tức là được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước trời. Còn những người khác thì ngay cái đang có, tức là lòng tin truyền thống, cũng sẽ bị lấy mất. Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ rằng: phúc cho mắt các con vì được thấy, và phúc cho tai các con vì được nghe. Quả thật thầy bảo các con, nhiều vị tiên tri, nhiều đấng công chính ao ước trông thấy điều các con thấy mà không được thấy, mong ước nghe điều các con nghe mà không được nghe. Đó là nội dung của bài tin mừng hôm nay. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nhà bác học Newton đang đi đi lại lại trong phòng và tự hỏi tại sao quả táo rơi xuống đất, bất chợt ông bị té. Thì ra ông dẫm phải cái vỏ chuối. Ông không thấy nó hay sao? Có, ông nhìn thấy nó, nhưng vì đang suy nghĩ một vấn đề khác nên ông thấy mà như không thấy. Kính thưa quý ông bà chị em, chúng ta hãy cầu nguyện xin Chúa cho đôi mắt chúng ta được sáng ngời, đôi tai chúng ta được mở rộng để chúng ta nhìn thấy những kỳ công của Thiên Chúa nơi tha nhân, để chúng ta biết lắng nghe tiếng nói của Chúa đối với mỗi người và nhận ra ơn gọi của mình. Khi đó chúng ta sẽ nhận ra những điều kỳ diệu mà Thiên Chúa thực hiện nơi cuộc đời chúng ta và tha nhân. Song thân của Đức Maria là Thánh Gioakim và Thánh Anna là những người có tâm hồn biết lắng nghe lời Chúa, là những người có tâm hồn khiêm cung và khát khao chân thành đón nhận mầu nhiệm nước trời. Và Thiên Chúa đã đổ tràn sự sống của người trên tâm hồn của Thánh Anna và Thánh Gioakim. Do đó, hai vị thánh mà giáo hội mừng kính ngày hôm nay đã được tràn đầy ân sủng và trở nên những tấm gương sáng cho con cháu noi theo. Thánh Gioakim và Thánh Anna là đôi bạn thật diễm phúc và thanh sạch. Người ta nhận biết các ngài là nhờ hoa quả lòng già của các ngài. Như lời Chúa nói, cứ xem họ sinh hoa quả nào thì biết họ là ai. Các ngài đã sống cuộc đời đẹp lòng Thiên Chúa và xứng đáng với người con sinh ra từ các ngài. Các ngài đã đem lại một viên ngọc quý của đức trinh khiết nhờ nếp sống thánh thiện và trinh trong. Đó là đức trinh nữ luôn luôn duy trì được đức trinh khiết cả trong tâm trí, cả trong linh hồn và cả nơi thân xác nữa. Thánh Gioakim và Thánh Anna là đôi bạn rất thanh sạch. Khi giữ đức thanh sạch theo luật tự nhiên, các ngài được Thiên Chúa ban cho ân huệ vượt tính tự nhiên. Đó là các ngài đã sinh ra cho thế gian một ái nữ không biết đến việc vợ chồng mà là Thánh Mẫu Thiên Chúa. Các ngài đã sống cuộc đời đạo hành thánh thiện theo bản tính của loài người. Thế mà các ngài đã sinh ra một ái nữ cao trọng hơn các thiên thần và nay là nữ vương của các thiên thần. Phúc thay lòng già đã cưu mang và đã sinh ra mẹ. Phúc thay đôi vòng tay đã bồng bế mẹ. Phúc thay hai khuôn mặt đã được mẹ ôm hôn. Chúng ta cùng chúc tụng Thiên Chúa với Thánh Gioakim và Thánh Anna
Và đồng thời xin các ngài cũng chuyển cầu cùng Chúa cho chúng ta, để chúng ta luôn kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu, có đời sống trong sạch và bác ái. Amen.